À, các bạn ơi, à, bây giờ hát thêm một bài nữa các bạn. Các bạn có thích không chứ, để người anh chị em khác mỗi người hát cho tổ nghiệp chứng kiến, để cho mình còn hát hay được chút. Hát cây cổ các bạn. Rồi, bây giờ để chút nữa đi, chút nữa trở lại ca nhạc sung nữa ha. Bây giờ vậy nè các bạn, à, mình cúng tổ nghiệp cải lương, à, thì mình phải biết hát cải lương các bạn, cho thì mới đã, chứ còn không nữa thì mình hát nhạc không nó không hợp lắm. Bây giờ xin phép các bạn nha, hát hai câu vọng cổ mà tôi rất thích, mong rằng các bạn rất thích. À, hai câu vọng cổ được mang tên Sợ Vợ, mời các bạn nghe sau đây nha các bạn. Đó, ok. Có gì mà em nhìn anh em cười dữ Hải Long. Em đừng có cười anh quê nha Hải Long, nay là ngày cúng tổ nha, em đừng làm gì anh quê nha Hải Long ơi. À tôi biết rồi các bạn, tôi biết rồi. Mỗi lần em đến thăm anh Long ơi, mỗi lần em đến thăm anh, em thấy mặt mày anh sưng húp, mắt bầm đen và lỗ mũi vợ anh nó nụm mạnh tay, cho nên anh mới bị bể đầu. Nhưng mà không sao đâu em, đèn nhà ai nấy sáng, thương nhau lắm mà đánh nhau đau phải không Hải Long? Lỗ đầu gầm chẳng có sao, băng keo dán lại lấy dầu sức vô máu ra, một lát nó khô chứ còn lại thì ô hô sập nhà. Đó quý vị thấy không, cái đời tôi khổ lắm các bạn ơi, vợ tôi nó đánh nó bầm dập hoài. Đó quý vị thấy không, các bạn thấy không, từ vua chúa cho tới thứ dân, từ khố rách áo ôm với tay to mặt lớn, sợ vợ ráo trơn ráo trọi. Nhưng mà cái sợ vợ của tôi là cái sợ vợ khoa học, cái sợ vợ kỹ thuật, hay nói đúng hơn là cái vợ đẳng cấp đó các bạn. Nhưng mà nói cho cùng vợ mình sợ, mình đâu có sợ vợ Hải Long đâu hả các bạn. Đàn bà là sếp gia đình, nam tử tụi mình phải rắc rắc tuân theo. Sợ càng sợ vợ làm reo, nổi giận nó bỏ nằm kèo queo một mình. Sách Nghị Thiên Đường có câu phu sướng phụ tùy, ai nói đúng hơn là chồng quỳ vợ gọi đánh. À hạnh xui số phận ở trời, vợ mình sợ ai cười. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn rất nhiều. À, mong các bạn mỗi người hát bài để cho tổ nghiệp độ cho mình, để mình hát duyên dáng và có thêm khán giả thương yêu các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.